Ê ông Nam, nay đổ qua xíu về phong thủy đi. Ông biết câu chuyện nào cuốn cuốn về đề tài này không? Về phong thủy à? À, ông biết về câu chuyện không đặt hai gối khi ngủ một mình không? Tôi không biết. Ủa mà để hai gối thì có làm sao đâu ta? Bình thường ngủ một mình tôi vẫn để hai gối mà. Lâu lâu quay qua ôm thôi. Bộ có vấn đề gì hả? Theo quan niệm thì việc này không nên, có cả yếu tố khoa học lẫn yếu tố tâm linh. Chưa nghe ông kể thì tôi cũng thừa biết. Tính hù tôi là để gói bên cạnh thì có người nằm chung chứ gì. Hù ai chứ ba cái đồ quỷ mà đòi hù tôi. Nếu đã đơn giản như vậy thì đâu có gì để kể. Đây lại là một câu chuyện có thật của một bạn gửi về. Chuyện của mấy bạn fan ông á, thì lúc nào nghe cũng hấp dẫn hết. Không biết lần này sao đây? Kể đi, tôi nghe. Ok, sau đây là câu chuyện về không để hai gói khi ngủ một mình. Vĩnh Lộc A, Bình Chánh. Nói sơ qua về khoa học, theo các chứng minh thì giấc ngủ của con người phụ thuộc nhiều vào môi trường xung quanh. Khi ngủ, ngoài việc gối đầu thì nhiều người còn có thói quen sử dụng thêm gối để kê cao cổ, lưng, chân hoặc đơn giản là chèn vào đâu đó để không gian bớt trống trải. Xét về tâm lý, việc ngủ một mình nhưng kê thêm một gối bên cạnh là để khi ngủ có quay sang thì đỡ hụt tai xuống nệm gây giật mình, giúp cho ta có giấc ngủ ngon và sâu hơn. Việc đặt thêm một hoặc hai gối khi ngủ là chuyện khá bình thường trong cuộc sống hiện nay. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, một bạn nữ tên Tú, năm nay 23 tuổi kể lại đã từng thuê một căn chung cư cao cấp ở Vĩnh Lộc A, Bình Chánh vào năm 2022. Khi ấy thì bạn vừa vào năm nhất đại học và sống cùng với một cô bạn thân. Căn hộ khá rộng, hơn 70m², có 2 phòng ngủ và nội thất tương đối hiện đại. Ở chung với nhau đến gần hết năm thì cô bạn thân phải dọn ra bởi vì đậu học bổng du học liên kết. Từ đó Tú chỉ sống một mình. Vì chưa quen ai thân thiết và đủ tin tưởng nên Tú chưa dám cho người khác vào thuê ở chung. Cô vẫn chấp nhận thanh toán đủ tiền và sống một mình để đổi lấy sự an toàn. Chuyện không có gì cho đến một hôm, Tú gọi điện cho cô bạn thân đang đi du học. Cả hai hàn huyên tâm sự vui vẻ cho đến 2 giờ sáng. Bỗng Tú cầm điện thoại chạy sang quay căn phòng của bạn thân với vẻ buồn rầu. Ê, tao vẫn dọn dẹp phòng cho mày mấy ngày một lần nè. Ở đây một mình tao đâu có dám ở chung với ai đâu mày. Đợi mày còn 6 tháng nữa về ở chung cho vui. Nhớ mày quá nè. Ước gì tối nay ngủ chung nói chuyện tới sáng luôn mới đã. Và chính từ câu nói ấy, một điều đáng sợ đã xảy ra. Cả hai nói chuyện thêm khoảng nửa tiếng thì Tú quay lại phòng mình để ngủ. Rồi bỗng nhiên Tú nghe một tiếng rầm ở phía chân giường, giống như tiếng hai bàn tay đập mạnh làm rung chuyển cả thành giường. Tú với tay mở đèn nhìn xuống thì không thấy gì cả. Nhưng khi quay sang bên cạnh, Tú thấy sát nơi mình nằm xuất hiện một chiếc gối. Mà chiếc gối này thật là đáng sợ, chính là chiếc gói của cô bạn thân đã đi du học nằm ở phòng bên. Tú hoa mày chóng mặt, người gợn gai ốc, nhưng cô đã kịp tự chấn tĩnh mình. Chắc có lẽ thần hồn nát thần tính, có thể trong lúc nói chuyện điện thoại không để ý, vô tình cô đã cầm chiếc gói về phòng mình. Đêm đó Tú đã bật đèn đến sáng. Ngày hôm sau ăn uống xong xuôi thì Tú vào phòng ngủ. Chắc có lẽ vì đêm qua ngủ chập chờn do lo sợ nên hôm nay mới hơn 10 giờ mà Tú đã không mở mắt nổi. Nằm xem một tí xô thì Tú ngủ thiếp đi. Lần này Tú vẫn tiếp tục nghe tiếng đập giường mà dồn dập 3-4 lần liên tiếp. Hoảng sợ, Tú bật mình dậy. Tiếng tivi thì vẫn còn mở, chắc là do chương trình game show mà thôi. Nhưng khi vừa quay qua bên cạnh, Tú đã tá hỏa tung chăn chạy khỏi giường. Khi tất cả bộ chăn, ra, gối, mền của cô bạn thân đều được đặt bên cạnh, ngay sát nơi Tú ngủ, Tú đã lao ra ngoài phòng khách gọi điện cho cô bạn thân rồi khóc nức nở. Cô bạn đã cố gắng trấn an Tú. Nói chuyện một hồi lâu thì Tú đã bình tĩnh trở lại. Cô bạn thân suy đoán rằng trước nay vốn chẳng có chuyện gì, có thể cả hai đã vạ miệng câu nào đó. Sau một hồi lâu thì cả hai nhận ra một đoạn hội thoại. Tối nay ngủ chung nói chuyện tới sáng luôn mới đã. Vừa nhận ra sự tình, ngay lúc đang cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn vào căn phòng đang mở cửa, Tú như không tin vào mắt mình nữa. Trên chiếc giường đó, ngay vị trí gối của cô bạn thân, Tú thấy hơn chục người đang nằm ở đó. Họ ghét chồng lên nhau, tất cả đều đưa tay vẫy gọi Tú vào phòng. Ai cũng cười lớn và nhìn Tú. Lúc này Tú không dám nói gì, vội ném điện thoại xuống ghế sofa, liên tục niệm chú và kèm lời xin lỗi vì lỡ vạ miệng. Nam mô con chỉ muốn ngủ chung với bạn con. Nam mô con chỉ muốn ngủ chung với bạn con thôi. Tú niệm một hồi lâu thì nghe trong điện thoại có tiếng gọi lớn của cô bạn. Thì ra từ nãy tới giờ vì quá sợ hãi nên Tú không nghe bất cứ thứ gì từ cô bạn thân cả. Rồi Tú nhìn vào trong phòng
thì không còn gì ở đó. Cả bộ ga gói cũng biến mất theo. Tối đó, Tú đã gọi điện cho bạn cả đêm. Nhờ cô bạn thân cách điện thoại nên Tú mới ngủ được một ít ở phòng khách. Vừa sáng, cô chạy ra chợ để mua đồ về nhà cúng, xin được ở nhờ và mong không bị quấy phá. Kể từ hôm đó trở đi, Tú không còn gặp điều gì nữa. Thế nhưng vì quá ám ảnh nên Tú đã trả lại căn nhà và đi thuê một căn khác khoảng một tháng sau đấy. Không rõ đây là câu chuyện hư cấu hay sự thật có, nhưng hình ảnh trên quả nhiên cũng khá đáng sợ không nhỉ? Trời gì mà khá sợ. Hồi nãy giờ tôi nghe mà nổi hết da gà đây nè. Gặp một người đã ớn rồi, cái này gặp hơn cả chục người, quá là sợ luôn á chứ. Bởi vậy rút cái kinh nghiệm á là đừng có thức khuya quá và nói ra những cái điều mà dễ gây hiểu lầm. Bởi vì cái thời gian này á là âm thịnh dương suy mà, giống như trong cái câu chuyện này nè. Tại vì cái bạn nữ đó đã vô tình ước có người ngủ cùng cho nên mới xảy ra cái cớ sự đó. Cảm ơn bạn Tú và ông đã chia sẻ câu chuyện này và chúc cho bạn luôn bình an sau sự việc đó.